Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cuộc sống kín tiếng người tình sân khấu của Quang Lê Mai Thiên Vân. có sĩ hái ngoại Mai Thiên Vân vô cùng kính trong chuyện đời tư. Ở tuổi 38, cô đang có một cuộc sống bình yên cùng chồng con và vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc. Mai Thiên Vân song ca cùng Quang Lê. Mai Thiên Vân tên thật là Mai Thị Hậu, sinh năm 1982, quê Bến Tre. Lúc hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, cô lấy nghệ danh Mai Hậu, nhưng khi sang Mỹ ca hát, đổi thành Mai Thiên Vân. Cô có chất giọng nữ cao nhẹ nhàng, thiết tha, thích hợp với những bài hát mang âm hưởng dân ca trữ tình. Mà Thiên Vân từng là người tình sân khấu vô cùng ăn ý với Quang Lê, đến mức cặp đôi còn bị đồn có tình cảm thật sự ngoài đời. Đã từng xuất hiện tin đồn Quang Lê và Ma Thiên Vân là vợ chồng. Vì Quang Lê từng chia sẻ sẽ gom tiền về bến tre cưới vợ nếu CD Đôi mắt người xưa bán chạy. Tuy nhiên cả hai đều phủ nhận thông tin này. Quang Lê cũng từng chia sẻ ấn tượng với Mai Thiên Vân vì cô là người tình trên sân khấu của anh. Là người kính tiếng nên Mai Thiên Vân gần như không hề chia sẻ về cuộc sống đời tư. Vào tháng 8 2016, cô tổ chức đám cưới riêng tư với sự tham dự của nhiều bạn bè đồng nghiệp ở Mỹ. Cặp đôi yêu nhau và sống chung hơn 10 năm trước khi quyết định xây dựng tổ ấm. Sau hơn 2 năm kết hôn, Mai Thiên Vân và chồng có với nhau một cô con gái. Khi cô bé được vài tháng tuổi, Mai Thiên Vân mới tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của con gái. Cô bé có làn da trắng, khuôn mặt bụ bẩm, đáng yêu và được nhận xét bé có nhiều nét giống bố. Ở tuổi 38, Mai Thiên Vân vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Nữ ca sĩ hiện vẫn theo đuổi con đường âm nhạc khi tham gia vào nhiều show diễn tại hải ngoại. Ngoài ra, cô cũng có kênh youtube riêng để chia sẻ những sản phẩm âm nhạc và những video quay lại cuộc sống hàng ngày. Có thể thấy tổ ấm nhỏ của nữ ca sĩ bên Mỹ, dù không hào nhoáng xa hoa, nhưng luôn ấm áp, hạnh phúc. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo